Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 672, 673, 674. Viêm ma bất đắc dĩ thở dài nói cho ngươi biết, hắn chẳng những có thần hồn, thần hồn còn tuyệt đối không tầm thường. Há, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi gặp rồi? Vũ thanh thu sững sờ nói. Viêm ma gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, thở dài nói, ai? Nói như thế nào đây? Nói gặp thì đã gặp, nói chưa thấy, cũng thật là chưa từng thấy. Lúc đó hắn chỉ lộ ra một nửa thần hồn, nhưng chính là một nửa đó đã suýt lấy mạng ta. Nếu không phải lúc trước hắn còn đang phải quan tâm con bé người yêu trong tay, ta sợ cái mạng này đã toang rồi. Cái gì? Ngươi từng giao thủ với hắn, lại còn không phải đối thủ của hắn?" Vũ Thanh Thu kinh dị thốt lên. Thực lực của Viêm Ma, hắn rất hiểu, tuy kém hắn, nhưng kém không nhiều, là một nhân vật mạnh mẽ tại toàn bộ Tây Châu. Cho dù Vũ Thanh Thu hắn được xưng là đệ nhất thiên tài Tây Châu, Muốn đánh bại Viêm Ma không khó, nhưng muốn lấy mạng hắn lại muôn vàn khó khăn. Nhưng chính là cao thủ như vậy, lại gần chết trong tay tiểu tử kia, lại còn là may mắn vì tiểu tử kia không quá ra sức giết chọc, như vậy thực lực chắc phàm đang phải ở cấp độ nào a. À? Vũ Thanh Thu không còn giữ được sự bình tĩnh, nhìn sang Diệp Lân nói, "Sư đệ, đối thủ ngươi chọn, quả thật rất cường hãn a." À? Đương nhiên, nếu không thì làm sao xứng làm đối thủ của ta? Diệp Lân hưng phấn nói, "Ta đã sớm nói, trừ ta các ngươi không ai xứng làm đối thủ của hắn. Bởi vì, chúng ta mới là thiên mệnh chi địch, hắc hắc hắc. Một phương diện khác, sau khi xử lý hai cường địch, chắc phàm lại bình thản ngó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, chắc phàm xông về phía trước, đưa tay chụp một cái, từ trong bụi cỏ bắt được một vệt luồng ánh sáng màu xanh, chính là thần hồn thanh lâm. Sau đó, phải đồng tử thoáng hiện một vầng sáng màu vàng óng, chắc phàm biến mất, rồi lại lập tức xuất hiện dưới một gốc đại thụ, khẽ vươn tay, từ một ổ chim non, móc ra một hào quang màu vàng đất đây đương nhiên là thần hồn tụ sơn chắc phàm trở lại chỗ cũ cười ta nói chạy đi các ngươi chạy tiếp đi chẳng lẽ các ngươi cho là ta không nhìn ra thân thể các ngươi vừa bị hủy các ngươi lợi dụng đám xương máu mà trốn vào bụi cỏ sao thanh lâm thì thôi tụ sơn ngươi quá không có tiền đồ tránh chỗ nào không tránh lại đi trốn dưới ổ chim ngươi muốn đời sau làm chim hay làm gà nghe thấy lời ấy chúng đệ tử ma sách tông đều cười tà đồng thời tụ tập lại. Mà hai đoàn thần hồn thì đang sợ đến run rẩy. Khuê lang vỗ vỗ hai đoàn thần hồn, suy cười nói, con mẹ nó, đánh với ai không tốt, vừa đến liền chọn ngay chắc quản gia, ngu như thế thì các cụ cũng không gánh nổi, ha ha ha. Bọn người nghe thế liền cười to liên tục, hai người tụ sơn thanh lâm chợt cảm thấy xấu hổ, ngay sau đó không biết lấy dũng khí từ đâu mà hét to, các ngươi đã hủy thân thể chúng ta, còn dám giết chúng ta sao? Chúng ta là đệ tử thiên hành tông, đứng đầu hộ quốc Tam Tông. Đứng đầu cái gì, chờ chúng ta đuổi các ngươi xuống, chúng ta mới chính là đứng đầu Tam Tông, ha ha ha. Chắc Phàm khinh thường nói, đồng thời tay cầm hai chùm sáng cho va va vào nhau, làm cho chúng nó đầu váng mắt hòa mới thôi. Đúng lúc này, lại mấy đạo quang mang lóe lên, đám người nhâm thông xuất hiện. Thấy tất cả mọi người ma sách tông đều tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười, nhâm thông liền nhìn ngó bốn phía, một lúc sau thì đầy bụng hồ nghi hỏi, a tụ sơn thành lâm đâu, chẳng lẽ bị truyền đến chỗ khác? hắn kêu hai người vừa xuất hiện liền phải ra tay với chắc phàm đánh cho bọn chúng không kịp trở tay, nhưng bây giờ bọn họ lại bị truyền đến chỗ nào mất, thật lầm lỡ thời cơ. còn khả năng hai người này trong khoảnh khắc bị chắc phàm tiêu diệt, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. nói mơ giữa ban ngày sao? hắn sẽ không tin nhân vật khiến cho cả cao thủ trung tam tông nhức đầu như hai người này sẽ bị người đánh bại, mà dù có bị đánh bại thì sao có thể nhanh đến mức đó? nhưng sự thật tàn khốc. Nhâm thông quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không ngờ hai đại cao thủ tụ sơn thanh lâm, vậy mà trong khoảnh khắc đã chết dưới tay đối với phương, còn bị người ta một tay bóp chết, từ khi vào đây, mới bao lâu chứ. Ánh mắt nhâm thông nhìn chắc phàm, nay đã bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy hắn không thấy chắc phàm xuất thủ như nào, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, truyền ngôn không giả. Tên này quả thật là một con quái vật không dễ trêu chọc. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, mà lại bây giờ hắn không còn thì giờ mà chấn kinh nữa, bởi vì đám người thích trường long kia vốn đã mang khuôn mặt bất thiện nhìn hắn, nay còn lộ ra nụ cười càng thêm lạnh lẽo. bây giờ cho dù chắc phàm không xuất thủ, người ta với sáu hóa hư cảnh bên mình trừ mình là hóa hư cảnh, còn lại toàn là thần chiếu cảnh, lại còn đều là đệ tử bình thường không thể bình thường hơn đối đầu với người ta, căn bản là bị ăn đòn a. À. bỗng nhiên nhân thông đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thật sự muốn khóc đám đệ tử sau lưng hắn cũng thấy cực kỳ khổ sở, ao ao ánh mắt trông mong nhìn về phía vị đại công tử này. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, vị công tử nhà mình cũng tự thân khó đảm bảo a. À. Đám người thích trường long mang khuôn mặt dữ tợn đang dần tiếp cận, miệng nở nụ cười trông mà khiếp, hai tay còn nắm chặt, vang lên những tiếng rắc rắc tử thần. Bọn người nhâm thông nơm nớp lo sợ không ngừng lui lại, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh sau lưng làm cho ướt nhẹp. Nhâm công tử, bây giờ ngươi biết ai là mèo, ai là chuột chưa, Chắc Phàm khinh miệt nói. Nhân thông cắn chặt răng, lại kìm nén đến cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể nói ra nổi dù chỉ một lời. Tiểu tử này, rõ ràng đang nhục nhã mình. Chắc Phàm mỉm cười lắc đầu, quá dễ dàng để xem thấu suy nghĩ của hắn, nên cười khẽ nói, không sai. Lão tử chính là đang nhục nhã ngươi, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh phần, nên lão tử cho ngươi một cơ hội. Đoàn chiến có quy củ, chỗ này sau ba canh giờ, kết giới sẽ lần nữa mở ra, khi đó mặc kệ thắng bại thế nào, đối chiến đều sẽ kết thúc. Trước đó không phải ngươi nói các ngươi rất quen thuộc nơi này sao? Vậy ngoan ngoãn làm con chuột nhỏ, tham sống sợ chết mà trốn đi cho ta. Nếu trong vòng 3 canh giờ bị chúng ta tìm được, vậy mèo ăn chuột chính là bổn phận của chúng ta. Ha ha ha. Nghe được lời này, đệ tử Ma Sách tông cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to lên. Rất hiển nhiên, Trác quản gia lại muốn trêu đùa bọn họ. Nhìn xem. Trác quản gia thật chẳng khác tên viêm ma kia đều là tính trẻ con à. Mọi người quan chiến thì cảm thán liên tục, quả thật là người trong ma đạo a. À. Ai, xem ra tính khí tu giả ma đạo đều như thế, đều thích hành hạ người ta, ha ha ha. Ôn Đảo cười nhẹ lắc đầu. Hàn Vân Phong nói, cái này gọi là thể hiện của thực lực tuyệt đối, nếu không, hai người thực lực tương xứng giao thủ, đều toàn lực ứng phó, ai có thể hành hạ ai. Không sai, chỉ có thực lực chênh lệch vô cùng lớn mới có thể xảy ra chuyện như thế. Có lẽ tiểu tử chắc phàm này muốn nói cho tất cả mọi người biết, thực lực bọn họ mạnh cỡ nào, đừng dại chọc bọn họ. Ôn đào thở dài một tiếng, gật đầu nói. Hàn Vân Phong trêu đùa, vậy ngươi còn muốn cản đường hắn sao? Đối mặt một kẻ mạnh như thế, bất luận thắng thua, chí ít nên giao thủ một lần. Ôn đào cương liệt nói. Hàn Vân Phong run lên, sắc mặt trì trệ, lại trầm mặc. Ôn đào nói câu này, thật xúc động nội tâm hắn. Biết rõ không thể làm mà làm, là không khôn ngoan. Đứng trên góc độ lợi ích của tông môn, đọ sức với một đối thủ mà biết trước không có khả năng thắng, nhượng bộ lui binh mới là thượng sách. Nhưng làm tu giả, vốn là phải nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, biết rõ không thể làm mới càng phải làm. Nhưng hắn đã quá quan tâm đại cục tông môn mà lâu dần quên mất điểm này, quên sở tâm của một tu giả. Nếu đã tới nơi này mà lại e ngại đối thủ cường đại, vậy con đường tu luyện sau này của hắn còn có thể đi tới đâu? hai mắt hàn vân phong nhìn chăm chú chắc phàm chờ thở dài nói ta à, ta lỡ lời mất rồi ôn đào liếc hắn lại vui vẻ gật đầu bật cười thế này mới đúng a à, mới là đại thiếu ma tông bên trong kết giới chắc phàm giơ cao một tay qua to đếm ngược mười chín tám bọn người khuê lang cười tà nhìn đám người nhâm thông chờ bọn họ chạy chối chết Vì nhậm đại thiếu này có bao giờ từng phải chịu vô cùng nhục nhã như thế có bao giờ bị trêu đùa nhục nhã như vậy. Thế nhưng đối mặt giữa sinh tồn và tôn nghiêm, nhân thông lại chỉ có thể cắn răng, hắn lựa chọn sinh tồn. Hắn lập tức xoay người co cẳng chạy, đằng sau còn là từng trận tiếng cười to đầy chế nhạo của mọi người. Về phần các đệ tử còn lại, thấy đại công tử đều chạy, nào còn có ý nghĩ gì khác, đương nhiên phải chạy chối chết theo. 3, 2, 1. Chắc phàm đếm rất chậm, nhưng rất nhanh đếm xong. Vừa mới nói xong, bọn người khuê lang liền cất bước đuổi theo, hưởng thụ niềm vui thú trêu đùa đối thủ. Bọn họ vừa mới khởi hành, giọng chắc phàm liền vang vọng bên tai bọn họ, các vị, chậm rãi chơi nhá. Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều ngầm hiểu mà gật đầu, sau đó cười quái dị một tiếng, tất cả đều biến mất. Chắc phàm cười nhạt một tiếng, rồi cùng lắc mình biến mất. Từ đó, sân cốc nhỏ này lại trở nên yên ắng, mọi người thì phân tán các nơi, bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột. Hai vị trưởng lão giữ cửa khẽ nhắm hai mắt, Thông qua trận pháp thiết trí giám thị các nơi trong sương cốc để tìm người. Chỉ chốc lát sau, có một đệ tử thiên hành tông xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ mặt đang đầy kinh hoàng, hai chân ra sức chạy trốn. Thế nhưng hắn mới chạy được mấy bước, lục hạt bỗng nhiên xuất hiện, cong ngón tay búng ra ba một tiếng, một đạo lục mang bắn vào chân mắt cá chân hắn, một cỗ lục khí bắt đầu lan tràn ra từ gót chân hắn, rồi dần phủ đầy lên toàn thân hắn. Khạc khạc khạc, tiểu tử, ngươi chạy đi, ngươi chạy càng nhanh độc lan càng nhanh đến khi chúng chui hết vào ngũ tạng lục phủ ngươi ngươi xong đời lục hạt cười quái dị hô to người kia nghe vậy càng hoảng hốt thân thể liền theo bản năng mà dừng lại nhưng cũng lại không biết nên làm thế nào cho phải lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan lục hạt thì rất hưởng thụ mà bình tĩnh đi tới a à, người kia thấy đạo lục khí rất nhanh chui đến bẹn đùi chịu không nổi nữa vung tay lên chặt luôn chân mình ngay sau đó tiếp tục nhảy nhót chạy mất lục hạt xùi cười một tiếng bấm tay tiếp tục bắn ra, lại một đạo lục khí bắn lên chân còn lại. Lại một cảnh tượng giống hệt vừa rồi xuất hiện, chân với mạng, tự chọn đi. Vẻ mặt người kia đầy đáng chát, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, lục hạt vẫn rất khoan thai, phái phái đi bộ tới. Cứ như vậy, không quá nửa giờ sau, người kia đúng là chặt đứt từng chi của mình. Sau cùng trong tiếng cười lớn đầy tà ác của lục hạt, đệ tử kia chỉ còn là một con run ngọ ngoại, chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Thấy tình cảnh này, những người quan chiến đều thở dài, song Long Trí Tôn cũng thở dài một hơi, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chuyện như này đã xuất hiện không biết bao lần trên thế gian, đây cũng đã không phải là đoàn chiến gì nữa, mà là ngược sát. Thật không biết thiên hành tông chơi dại kiểu gì mà đắc tội ma sách tông lại bị trả thù tàn khốc như vậy. Hai vị trí tôn đã không muốn xem thêm nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng có một điều mà tất cả mọi người, cho dù là bọn họ cũng không chú ý là, kẻ đầu tiêu trận ngược sát này, chắc phàm, lại không tham dự vào. Thậm chí khi Ma Sách Tông bắt đầu đuổi bắt mọi người thiên hành Tông, hắn đã hoàn toàn biến mất, dường như đã không còn trong sơn cốc này. Giữa một mảnh rừng rậm, chắc phàm xuất hiện, hắn quay đầu nhìn xem bốn phía, rồi khẽ gật đầu, ừm, rất tốt, nơi này hẳn là điểm mù của trận pháp. Nói rồi, trong tay hắn sáng lên, xuất ra một khối tinh thạch sáng long lanh, đây chính là thánh thạch mà hắn từng dùng để bố trận. Trong tay lượn lờ khí tức màu đen, dần dần bò lên trên thánh thạch, thánh thạch chậm chậm tiêu tán, trở nên càng ngày càng nhỏ. Chắc phàm chăm chú nhìn theo hướng mà hắc khí bay đến, vui mừng nói là hướng kia. Nói rồi, hắn lại biến mất. Cứ như vậy, chắc phàm liên tiếp tránh né trận pháp giám sát của song Long Viện. Dựa vào thánh thạch chỉ dẫn phương hướng mà đi đến được một tòa cao sơn liên miên bất tuyệt, nồng độ linh khí nơi nơi đây nồng đậm hơn hẳn nơi vừa rồi. Quả là thế, đây chính là thánh linh khoáng của Tây Châu. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào nơi này, đã hoài nghi nơi này có khả năng là thánh linh khoáng của Tây Châu. Có điều, hắn tất nhiên có thể nhìn ra, các ngõ ngách nơi này đều đã bị song long viện bố trí xuống trận pháp giám sát. Muốn công khai dò xét thánh linh khoáng ngay dưới mắt bọn họ, đây không phải là muốn chết sao. Cho nên, chắc phàm mới tạo ra trò chơi ma sách tông ngược sát thiên hành tông, chỉ là vì chuyển di tầm mắt của mọi người, để cho hắn có thể không cố kỵ gì dò xét nơi này thôi. Bởi vậy hắn mới cần phải căn dặn đệ tử trong tông chậm rãi chơi, để càng có thể kéo dài thời gian cho hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được nơi này, mà nghi ngờ kia cũng đã được sáng tỏ. Nghe Tà Vô Nguyệt nói, thành linh khoáng Nam Châu đều chỉ có thể khai thác một bộ phận, đại lượng linh khoáng đều bị một trận pháp cường lực khống chế, hẳn là cao thủ đến từ thánh vực gây nên. Nhưng mà, trừ mình xui xẻo vì tự mà trọng sinh vào phàm giai này, còn có cao thủ nào lại nguyện xuống nơi này? Mà lại, thông đạo giữa thánh vực và phàm giai còn bị phong bế gắt gao, đến cả thánh giả đều rất khó mở ra, thì càng đừng nói là người khác. Như vậy, đáp án đã khá là sinh động. Chuyện này hẳn phải có quan hệ với ngũ đại thánh thú. Năm đó côn bằng để mình tìm kiếm hạ lạc của các vị thánh thú khác, còn giữ tiểu tam tử bên cạnh làm con tin, nơi này chắc là manh mối. Nghĩ như vậy, chắc phàm nhìn hai bên, bật cười nói, không hổ là trọng địa thánh linh khoáng, chỉ trong phạm vi trăm thước thôi đã có tới mấy chục trận pháp giám sát. Mà lại thủ pháp bố trận còn rất bí ẩn. Nhưng đáng tiếc, các ngươi gặp phải lão tử, luận bố trí trận pháp, lão tử là tổ sư gia của các ngươi cũng được, hừ hừ. Đồng tử phải chắc phàm chợt nổi lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Chắc phàm lại tiếp tục biến mất. Một lúc sau, chắc phàm đã xuất hiện tại một huyệt động, xa xa nhìn từ ngoài động, trên trăm ngàn trận thức giám sát không phát ra bất kỳ một tia chấn động, chắc phàm mới thở dài ra một hơi. Lại nhìn quanh một phen, chắc phàm thấy trên vách tường là từng viên tinh thạch óng ánh, tản ra bạch quang chiếu sáng toàn bộ thông đạo, mà linh khí trong sơn động này thật sự nồng nặc làm cho người ta giận sôi. Không sai, nơi này chính là cửa vào thánh linh khoáng, mà những tinh thạch này chính là thánh thạch được ngưng kết trong mỏ quạng. Phàm là thánh linh khoáng, nhất định sinh ngay phía trên đại trận thiên địa tự tạo mới có thể ngưng kết ra linh tinh nồng độ cao như thế. Cho nên tại thánh khoáng, trừ thánh trận thì không thích hợp bố trí trận thức khác bởi vì nhất định sẽ bị lực lượng thiên địa quấy nhiễu bởi vậy chắc phàm không lo lắng nơi này sẽ có trận pháp giám sát gì hoặc là trận thức phòng ngự khác trừ phi bọn họ thật có năng lực bố trí ra được thánh trận có điều phàm giai tuyệt không khả năng này chắc phàm không còn chút băn khoăn nào hắn nghênh ngang đi vào trong mắt đầy vẻ tò mò hắn rất muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào bố trí được trận pháp bực nào mà thủ hộ được tòa thánh linh khoáng này ông bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ chói tai truyền đến chắc phàm lập tức dừng bước đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi là động tĩnh gì. Chắc phàm bước đi cẩn thận từng ly từng tí, tiếng ngâm khẽ trong tai càng lúc càng lớn, đột nhiên, trước mặt chắc phàm lại là đường cụt, hắn còn ngơ ngẩn. Bởi trước mặt hắn còn xuất hiện một thanh kiếm dài bảy thước, tinh khiết như bạch ngọc, tỏa ra thất thải hào quang, đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, thân kiếm thỉnh thoảng khẽ run, phát ra tiếng ngâm khẽ êm tai. Những thanh thạch bốn phía còn đang không ngừng tản ra khí tức cuồn cuộn, đổ dồn hết về phía thanh trường kiếm kia giống như một đứa trẻ sơ sinh đang hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ thanh trường kiếm kia đang không ngừng hấp thụ linh khí từ những thánh thạch phát ra tiếng kêu khẽ đầy hài lòng thung thướng cái đó là thánh binh kiếm đạo chắc phàm sợ hãi kêu lên lại còn là lục phẩm thánh binh kiếm đạo mạnh nhất cả thánh vực không sai linh binh chia 12 phẩm trên nữa là thánh binh đó là loại vũ khí trí cường mà chỉ có người siêu thoát phàm giai mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực mà lại bởi vì cần rất nhiều thánh thạch để luyện chế, thủ pháp luyện chế còn cực kỳ phức tạp, nên cho dù là tại thánh vực, đây cũng là thứ cực kỳ thưa thớt. Chỉ ít, lúc trước khi chắc phàm hắn còn đường đường là kẻ đứng đầu bát hoàng, mới miễn cưỡng có được một thanh tam phẩm thánh binh kiếm đạo thôi. Dù sao, tài liệu này không dễ kiếm A, vẻn vẹn là thánh thạch thôi, hắn không biết đã đi địa bàn mấy thánh tộc để rồi hãm hại lừa gạt được mấy chỗ mới nhiều người luyện được. Để rồi đến hôm nay hắn vạn vạn không ngờ phàm dai nho nhỏ thế mà xuất hiện lục phẩm thánh binh kiếm đạo mạnh nhất truyền thuyết hắn đang cực kỳ kích động hiện tại hắn có khá nhiều thánh thạch nhưng thánh binh kiếm đạo thì không có nổi một bé bây giờ đã để hắn gặp được hắn há có thể buông tha chắc phàm cười cười không chút hảo ý một cách tự nhiên đi đến gần trường kiếm kia vui mừng cười to ha 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 ta biết thánh binh kiếm đạo đều có linh tính ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta lời nói ngươi xem xem nơi này ẩm ướt tối tăm như thế quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, ngươi ở lại đây mãi không thấy chán sao, có muốn ta mang ngươi ra ngoài đùa giỡn hay không? Ông, thanh trường kiếm kia dường như đã hiểu ý đồ của chắc phàm, thân kiếm liền rung nhẹ, phát ra ánh sáng sắc bén. Chờ 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 chút, chắc phàm kinh hãi, vội vàng lui lại một bước, khoát tay nói, ta không ác ý, không muốn chiếm ngươi thành của riêng mình. Ta biết, thánh binh kiếm đạo cần thánh thạch cấp dưỡng, mới có thể bổ sung năng lượng, chỗ ta có rất nhiều thánh thạch, Ngươi theo ta ra ngoài, chẳng những có thể tự do bay lượn chân trời, kiến thức thế gian phồn hoa, còn có thể ăn ngon uống sướng, dinh dưỡng sung túc. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, tốt hơn chỗ này bao nhiêu. Chắc phàm giống như đại thúc thúc xấu xa lừa gạt tiểu cô nương, lộ ra một vẻ mặt vui cười bỉ ổi, sau đó trong tay lấp loé ánh sáng, xuất ra một khối thánh thạch. Ngươi nhìn đi, ta nói không sai chứ? Ngươi vào trong giới chỉ của ta, vẫn có thể bổ sung năng lượng. Khác biệt duy nhất là, ngươi còn có thể tùy tiện hoạt động thân thể tốt hơn chỗ này biết bao nhiêu. Có muốn, vào trong giới chỉ của ta tham quan chút hòng. Nếu như không hài lòng thì thôi, ngươi vẫn cứ làm thánh binh kiếm đạo của ngươi, ta cũng không làm gì được ngươi. Chắc phàm nín nhịn dục vọng mà chân thành khuyên nhủ. Trường kiếm kia có vẻ hơi trần chờ thân thể run run bất động. Chắc phàm thấy có hy vọng, liền trở nên kích động, má ơi, lão tử sắp được sở hữu tối cường thánh binh kiếm đạo. Xem ra lần này tới song long hội thật không lỗ, dù không phải vì nhiệm vụ tà vô nguyệt giao cho không phải được côn bằng ủy thác nếu hắn sớm biết nơi này có cất dấu thánh binh kiếm đạo hắn đã sớm đến a à. nhưng khi chắc phàm thấy đại kế lừa gạt thánh binh kiếm đạo sắp có thể đại công cáo thành lôi linh giới lại bỗng dưng dấy lên một ngọn lửa màu xanh cùng một thời gian trên trán chắc phàm cũng dấy lên thanh viêm từng đạo tử lôi xuyên qua người hắn cánh tay phải hắn cũng đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ thẫm đây là có chuyện gì chắc phàm giật mình sửng sốt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một đạo sát ý lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm khắp cả sơn động, chắc phàm cả kinh nhìn thanh trường kiếm kia. Đã xảy ra chuyện gì, vừa mới còn êm đẹp, làm sao thanh kiếm này lại đột nhiên trở mặt, lại xuất hiện đại địch ý như thế. Thế nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ nguyên do, bởi vì thanh trường kiếm kia đã là không chút lưu tình lao về phía hắn. Chắc phàm đã không kịp trốn tránh, vội vàng nâng lên cánh tay phải chặn lại chuyện cực kỳ khó tin phát sinh kỳ lân tí không gì địch nổi vậy mà dưới một kiếm này lại bị xuyên thủng hoàn toàn như đậu hũ máu tươi cuồn cuộn chảy ra chắc phàm dĩ nhiên ngốc trệ làm sao có thể chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi vậy mà có thể xuyên thủng thân thể thánh thú thanh lục phẩm thánh binh kiếm đạo này do thần thánh phương nào luyện chế a sao mà cường hãn thế nhưng hắn lại chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa thanh trường kiếm kia lại đã vọt tới chắc phàm chắc phàm hoảng hốt quá đỗi đây chính là lần đầu từ nhiều năm, hắn bị dọa đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng. Thanh kiếm này mới chỉ kiếm khí đã đáng sợ như thế, thân thể thánh thú đều không cản nổi. Lúc này cả thanh kiếm vọt tới, còn không phải dễ dàng chặt hắn thành thịt vụn nếu chạm chúng sao? Nhưng chắc phàm lại không biết nên làm thế nào cho phải, phải đến tận khi thanh trường kiếm kia đi vào trước mặt hắn mới nhớ lão tử đánh không lại có thể tránh à? Đồng tử phải lập tức sáng lên, chắc phàm biến mất khi xuất hiện đã cách vị trí cũ trăm thước. Mà thanh trường kiếm kia không thấy chắc phàm thì quay vòng vòng một chỗ. Đến khi chắc phàm hiện hình, mới tiếp tục tìm đến hắn. Chắc phàm không dám khinh thường, lại không dám chạy ra ngoài động, sợ bị những trận pháp giám sát kia phát hiện, cho nên chắc phàm chỉ có thể không ngừng chuyển đổi vị trí trong đường hầm nhỏ hẹp. Có điều, đây thủy chung không phải kế sách lâu dài, bởi vì càng lâu, hắn hao phí nguyên lực quá lớn, nhất định sẽ khó di động còn thanh trường kiếm này thì nằm trong thánh linh khoáng, vĩnh viễn được bổ sung năng lượng, chắc chắn bền bỉ hơn hắn. Mẹ nó, không có đường, vậy lão tử tự tạo đường. Nghĩ đến đây, đồng tử phải chắc phàm xuất hiện hai vầng sáng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Phá không bắn một vách tường, lại bỗng dưng bị bắn ngược trở về, nó chỉ khiến cả tòa sơn mạch không ngừng run run. Chắc phàm kinh hãi, nơi này chỉ là thánh linh khoáng, chẳng lẽ phá không chi uy lại khó có thể xuyên thấu thánh linh khoáng. Nhưng không cho hắn tiếp tục kinh ngạc, trường kiếm lại lần nữa bay đến. Hỏng bét, chắc phàm càng kinh hãi, trên trán lại đổ mồ hôi ròng ròng. Giờ khắc này, thanh trường kiếm kia đã đến trước mặt hắn, cách hắn chỉ trong gang tấc, phá không thần uy còn chưa tán đi, nên không kịp chuyển đổi thành thay hình đổi vị. Như thế, hắn sẽ không tránh được trường kiếm kia. Biện pháp duy nhất là sử dụng phá không thần thông bây giờ còn chưa tán đi, đánh tan trường kiếm kia. Nhưng làm sao có thể chứ? Phá không có mạnh đến đâu cũng vẫn kém kỳ lân tí thần lực. Kỳ lân tí đều bị kiếm khí xuyên qua, phá không lại làm sao có thể ngăn cản được thanh trường kiếm kia trực tiếp tấn công. Nhưng mở to mắt nhìn trường kiếm kia tới gần, chắc phàm run run, chỉ có thể cắn răng, liều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Coi như biết rõ gần như không ngăn được, cũng phải thử mới được. Đồng tử phải chắc phàm dạng dỡ hai đạo kim quang, hắn hét lớn. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Không gian rung động, đồng tử phải chắc phàm bắn ra một sóng chấn động vô hình, thẳng tới trường kiếm. đình Như tiếng kim loại giao nhau, thanh trường kiếm kia đúng là đột nhiên bị một kích này phản chấn trở về, nó còn xoay hai vòng trên không trung, sau đó chợt cắm vào vách tường chứa đầy thánh thạch. Chắc phàm sững sờ, hai mắt trợn tròn, sau đó nhìn xuống kỳ lân tí của mình, phía trên vẫn còn dính máu tươi, hắn thử vung tay lên, ầm một tiếng, vách tường bên cạnh liền bị đập ra một hố to. Không sai, không phải là mơ, kỳ lân tí mạnh hơn hẳn phá không, làm sao kỳ lân tí không đỡ nổi thanh thánh binh kiếm đạo này, nhưng lại bị phá không đánh bay. Răng rắc răng rắc. Đang khi chắc phàm suy tư, thanh trường kiếm kia uốn éo, thoát ra khỏi vách đá, lại oai phong lẫm liệt, hung hãn dị thường vọt tới chắc phàm. Chắc phàm không dám thất lễ, lại sử xuất một chiêu phá không. Đùng một tiếng lại như vừa rồi, thanh trường kiếm kia lại bị đánh bay ra xa, nó lung lay thân kiếm, có vẻ như bị chấn choáng mà xoay một vòng tại chỗ. Chắc phàm nhăn mày, lòng đầy nghi hoặc, vì sao kỳ lân tí uy lực trí cường không làm gì được thứ này, và không uy lực nhỏ bé lại dễ dàng đánh tan nó. Chẳng lẽ là trời sinh tương khắc? Nghĩ như vậy, chắc phàm chợt sinh ra một ý kiến. Phá không đã có thể khắc nó, vậy các thần thông khác của không minh thần đồng thì sao? Đúng lúc này, thanh trường kiếm kia lần nữa vọt tới, sát khí trên thân kiếm càng cường thịnh hơn trước. Lần này chắc phàm không còn kinh hoàng, chỉ là như lão hồ ly, đang lẳng lặng chờ con mồi chui vào bẫy. Rốt cục, thanh trường kiếm kia bay tới cách hắn 100 mét, đồng tử phải chắc phàm mới đột nhiên hiện lên bốn vầng sáng, không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối với lĩnh vực, hư không chấn. Cả sơn động lập tức rung động, thánh thạch xung quanh không ngừng chóc ra, rơi xuống mặt đất, nhưng đây chỉ là chấn động mà thôi, không giống như trước, khi trước, hết thảy bốn phía đều bị chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô. Có thể thấy được, cường độ của thánh linh khoáng thật là khủng khiếp. Lúc này, thanh trường kiếm kia cũng đang không ngừng bị chấn động, không ngừng rung động, trì trệ nguyên chỗ, toàn thân kiếm run lẩy bẩy, không còn xíu năng lực nào để truy sát chắc phàm. Quả nhiên, thần thông của không minh thần đồng có thể hoàn toàn khắc chế đối với thanh thánh binh kiếm đạo này. Được xác nhận, đồng tử phải chắc phàm lần nữa chuyển đổi, hóa thành ba vầng sáng, hét lớn, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Toàn bộ chấn động chung quanh dừng lại, thanh trường kiếm kia thì bị một rung động vô hình bao phủ, như một la bàn không tìm thấy nam bắc, chậm rãi xoay tròn hai bên, có cảm giác nó đang mê mang. Hừ, ngươi đã không muốn làm việc cho ta, còn muốn giết ta, vậy kiếm linh như ngươi, ta không thể dùng. Trong mắt chắc phàm hiện lên sát ý trần trụi. Thanh binh kiếm đạo có linh, thanh trường kiếm này có kiếm linh, muốn khống chế thanh kiếm này, phải khống chế linh tính của nó nhưng hắn với kiếm linh này không hợp nhau, muốn hoàn toàn được nó nhận chủ, chỉ có thể mà sát kiếm linh không nghe lời. Cho nên, hắn đang dùng huyễn cảnh khống chế ý thức kiếm linh kia để nó an tĩnh lại. Mà nếu thánh binh kiếm đạo thiếu khuyết linh tính, sẽ suy yếu xuống mấy cấp bậc, bởi vậy mới càng dễ giết. Chắc phàm động niệm, huyết anh liền bay ra từ trong cơ thể hắn, chui vào trường kiếm. Chắc phàm kết ấn, ngay sau đó hét lớn, thiên ma đại hóa quyết, hóa kiếm vi thân, kiếm linh quy vị từng đạo khí thể màu đen lấp lóe trên trường kiếm một tiếng thách kinh khủng phát ra từ trường kiếm chính là kiếm linh đang khổ sở gào giống bởi vì chắc phàm dùng huyễn không thần uy áp chế thần thức nó nên dù nó cực lực phản kháng nhưng vẫn không thể làm gì chắc phàm đưa huyết anh vào đó lại sử xuất thiên ma đại hóa quyết linh thức của nó dần dần bị phân giải sau cùng hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho huyết anh bị hấp thu sạch sẽ thân kiếm chậm chậm nhiễm lên tầng tầng khí lưu màu đen vô số đường vân diễm lệ chậm rãi leo lên thân kiếm khiến cả thanh kiếm lộ ra từng tia từng tia tà dị chi khí thu hồi huyễn không thần thông chắc phàm vẫy tay thanh kiếm liền bay vào trong tay hắn quan sát một hồi chắc phàm hài lòng gật đầu cười nói từ hôm nay trở đi trên đời mất đi một thanh lục phẩm thánh binh kiếm đạo nhưng lại có thêm một thanh lục phẩm thánh ma kiếm tiểu gia hỏa về sau ngươi chính là thân thể kiếm này vừa là bản mệnh huyết anh của lão tử lại là lục phẩm thánh ma kiếm mạnh nhất thánh vực thật bá chỉ tiếc, với lực lượng bây giờ của ta, còn chưa thể phát huy ra một phần trăm uy lực của ngươi, thật là bi ai mà. Thân kiếm run run, lại đột nhiên bay ra khỏi tay chắc phàm, sau đó xoay hai vòng trên không trung, sáng lên, hiện ra bản thân huyết anh. Sau đó, huyết anh lặn xuống thể nội chắc phàm. Chắc phàm sững sờ, ngay sau đó bật cười lắc đầu, tiểu ra hỏa, có phải ngươi muốn nói, vô luận ta có thể hoàn toàn sử dụng thanh kiếm kia hay không, ngươi vẫn trung thành với ta đúng không? Huyết anh không có động tĩnh, chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng trong thể nội chắc phàm, giống như một đứa bé ngủ say, điềm tĩnh dị thường. Ai, không hổ là bản mệnh huyết anh đi theo lão tử nhiều năm, tốt hơn con lợn rách kiếm linh kia nhiều. Cho ngươi làm chủ thánh binh kiếm đạo này, lão tử yên tâm, ha ha ha. Trong tay chắc phàm sáng lên, lại xuất hiện mười mấy khối thánh thạch, đặt dưới bụng mình, thản nhiên nói, ngươi cần thánh thạch tẩm bổ, tiểu tử ngươi về sau chắc phải tiêu tốn lắm đây. Vừa dứt lời, thánh thạch trong tay chắc phàm liền biến mất sau đó chắc phàm nhìn cánh tay phải đầm đìa máu me đạm mạc nói hồi thiên long ngầm giống cánh tay phải chắc phàm nổi lên quang mang thanh sắc dạng dỡ tràn ngập khí tức sinh mệnh nhưng kỳ lân tý lại chỉ được cầm máu mà thôi vết thương không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp gì chắc phàm sững sờ nhăn mày lại lòng đầy lo nghĩ đây là bởi vì thương tổn của kỳ lân tý không cách nào chữa trị hay là do bị thánh binh kiếm đạo gây thương tích không thể trị liệu nổi dù sao đây là lần đầu tiên kỳ lân tý thụ thương Chắc Phàm không biết nên làm thế nào. Ai, thôi mặc xác nó, để nó tự lành đi, không ngờ nhiều năm như vậy, lão tử lại bị thương. Mà không thể để cho người khác biết được, nếu không chuyện nơi này có khả năng sẽ bại lộ mất. Chắc Phàm vội vã lấy ra băng gạc, băng bó cho mình, buông thõng tay áo dài xuống, che đi vết thương, rồi tiếp tục đi thẳng đến cuối sơn động. Đây kết giới linh khoáng A, sơn động đào đến nơi đây thì dừng, hẳn là vấp phải chắc trở hắn chợt thấy mặt tường tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất có một tầng màng mỏng bao bọc các loại đồ họa quỷ dị khắc phía trên mới ngạc nhiên nói quả nhiên thủ pháp bố rất đương cao minh tự nhiên mà thành đúng là tìm không thấy kẽ hở phá trận thật giống như ánh mắt chắc phàm trầm xuống thật giống như lạc lôi hạp nhốt trùng thiên kỳ lân sẽ không phải là cùng một người hoặc là cao thủ cùng một đẳng cấp bố trí chứ vậy đây có khả năng cao là di tích của một cao thủ đế cấp Trước kia Phàm Giai đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao lưu lại nhiều dấu vết của cao thủ thế? Thủ pháp bố trận cao minh cỡ này, cho dù hắn có cửu u bí lục, cũng phải nghiên cứu vài năm mới có thể nghĩ đến cách phá trận, còn với thực lực bây giờ của hắn, bất lực A. À. Trước kia, bọn họ có thể đi vào lạc lôi hạp là bởi vì trùng thiên kỳ lân liều chết đánh ra sơ hở trận thức, nếu không có đánh chết hắn cũng không vào được. Đừng nói tìm mấy thánh thú để mà truyền lời, cửa lớn trận thức đều không mở nổi.